nghiệm tập đứng tấn 30 phút không bị mệt mỏi. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Nguyễn Đức Mẫn. Có thể bạn biết rất nhiều cách luyện tập cho đôi chân của mình, nhưng trong video ngày hôm nay, tôi Nguyễn Đức Mẫn sẽ chia sẻ với các bạn một cách luyện tập cho đôi chân đơn giản mà tôi đã và đang tập luyện. Môn phái nào cũng vậy, môn sinh được học đầu tiên là những thế tấn pháp cơ bản, trong đó trung bình tấn là tấn pháp quan trọng nhất. Khi bạn có thể đứng vững thế tấn này thì bất kỳ tấn pháp nào hay cách di chuyển bộ pháp phức tạp thế nào thì bạn cũng có thể thực hành một cách dễ dàng. Nếu bạn nghĩ rằng trung bình tấn chỉ đứng y một chỗ thì có thể làm lực chân của bạn giảm sút hay làm chậm tốc độ ra đòn thì bạn đã hoàn toàn sai lầm, vì trung bình tấn giúp bạn phát triển toàn diện các cơ bắp của chân, tăng tốc độ ra đòn, sức bật, thể lực, độ cứng của chân. Nếu bạn tích cực luyện tập tấn pháp thì sẽ rất tốt khi bạn luyện các bài quyền. Bạn sẽ có sự thăng bằng tuyệt đối khi di chuyển tấn pháp. Đòn đá của bạn sẽ chứa một kinh lực sát thương cao. Cách để tập trung bình tấn. Giai đoạn đầu, đối với người mới tập, bạn nên đứng trung bình tấn trong 5 phút. Nếu bạn đã luyện tập rồi thì tôi khuyến khích bạn nên đứng 10 phút trong 2 tuần đầu. Trong giai đoạn này thì bạn tập làm sao trên nhẹ dưới nặng, phần thân trên kể từ đầu đến bụng cảm giác nhẹ hơn phần từ đan điền đến ngón chân. Làm sao bạn có thể nén hơi thở của mình bên dưới đan điền, đó là điểm cách rốn khoảng 3 cm. Kỹ thuật đứng trung bình tấn: hai đùi song song với mặt đất, hai ống quyển vuông góc với mặt đất và song song với nhau, lưng thẳng, khoảng cách giữa hai bàn chân rộng bằng hai vai hoặc hơn vai một chút tùy theo chân dài ngắn của mỗi người. Bước đầu bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu, mệt mỏi, căng thẳng, nhưng bạn hãy cố gắng một chút là được. Sự mệt mỏi đó hoàn toàn không có hại cho bạn, mà ngược lại, cơ thể bạn sẽ được thanh lọc, tống khứ những chất độc, khí hại tích tụ trong cơ thể bạn qua việc bài tiết mồ hôi và bồi bổ cho cơ thể bạn những hơi khí mới, rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Kết hợp với đứng tấn, bạn có thể tập tay với những đòn đấm gạt chém trỏ để đỡ cảm thấy mỏi chân hơn. Còn tôi khi tập, hít khí bằng mũi rồi nén xuống đan điền, bắt đầu đòn đấm thẳng xuất phát từ hông, chậm rãi nhưng không gồng cứng. Khi cánh tay duỗi gần hết thì dùng lực phát ra với tất cả sức lực, sau đó thở ra bằng mũi. Lưu ý, hơi thở phải nhẹ nhàng, chậm rãi, tránh thở ra nhanh vì sẽ có tác hại rất lớn trong việc tuần hoàn các dòng khí luân chuyển trong cơ thể bạn. Qua được giai đoạn đầu, sau 2 tuần thì bạn tăng thêm thời gian đứng tấn. Khoảng 1 tháng bạn có thể đứng tấn được 30 phút, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và không bị căng thẳng mệt mỏi. Bạn hãy tự mình kiểm nghiệm nhé. Chúc các bạn tập luyện thành công. Các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nguyễn Đức Mẫn. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy like, bình luận, chia sẻ bạn bè cùng học tập. Đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.